Xin chào quý khán giả đến với chương trình Điểm tin thể thao. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi xin mời quý vị đến với thông tin về quần vợt. Kính thưa quý vị, tay vợt người Thụy Sĩ Federer giành chiến thắng cuộc đối đầu thứ 41 với kình địch Djokovic trong trận chung kết vô địch Cincinnati hôm 23 tháng 8. Cuộc đối đầu giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới đã không diễn ra kịch tính như mong đợi. Tàu tốc hành kết thúc trận đấu sau 1 giờ 30 phút với tỷ số các set là 7-6, 6-3. Về phía Novak Djokovic, anh chỉ còn thiếu danh hiệu Cincinnati để giành Master vàng, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở 9 giải Master 1000 khác nhau. Dù vậy, Djokovic vẫn vui vẻ nói, có lẽ tôi phải đợi Roger nghỉ hưu mới có thể thắng giải đấu này. Ngoài ra, ban tổ chức giải Mỹ mở rộng Grand Slam quần vợt cuối cùng trong năm vừa công bố danh sách hạt giống cho hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Theo đó, hai tay vợt số 1 của từng nội dung hiện nay là Novak Djokovic và Serena Williams đều giành suất hạt giống mạnh nhất. Và vẫn liên quan đến quần vợt thưa quý vị, mặc dù thi đấu nỗ lực nhưng không tận dụng tốt cơ hội, Lý Hoàng Nam ghét vợt trước đối thủ nặng ký, hạt giống số 8 người Luxembourg Ugur Nastasi 025736 tại giải F28 Futures Ai Cập. Hoàng Nam dừng bước sớm tại giải F28 Futures, nhưng sau 3 giải đấu nhà nghề tại Ai Cập, tay vợt Việt Nam đã được cọ sát với những tay vợt đàn anh nhiều kinh nghiệm, đánh bại nhiều đối thủ có thứ bậc cao. Đây là sự chuẩn bị tốt cho tay vợt Việt Nam trước khi anh dự giải trẻ Mỹ mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến 13 tháng 9. Về tin điền kinh thưa quý vị, Usain Bolt cán đích đầu tiên với thành tích 19,55 giây, trong khi Gatlin về nhì với 19,74 giây. Bolt không chỉ đánh bại Gatlin để giành huy chương vàng 200m tại giải vô địch thế giới ở Bắc Kinh, mà còn xoáy ngôi đối thủ trên vị trí người chạy 200m nhanh nhất năm 2015. Ngoài ra, Koki Manuga 21 tuổi và Joyce Jakari 29 tuổi, hai vận động viên Kenya tham gia thi đấu ở nội dung chạy 400m, đều bị phát hiện dương tính với chất kích thích trong mẫu kiểm tra lấy được trong các ngày 20 và 21 tại giải vô địch thế giới. Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF đã ra lệnh cấm thi đấu tạm thời đối với cả hai vận động viên trước khi có lệnh cấm chính thức. Và cuối cùng thưa quý vị, chiến thắng dễ dàng của ngôi sao người Anh Hamilton đã giúp đội đua nước Đức lần đầu giành ngôi nhất tại chặng Spa-Francorchamps của Mỹ sau hơn 60 năm chờ đợi. Cũng trong vòng đua này, ngôi sao người Đức của đội Ferrari đổi cấu với Pirelli khi vụ nổ lốp ở vòng áp chót Grand Prix Mỹ khiến anh tay trắng khi đang đứng thứ 3 đoàn đua. Tuy nhiên, nhà sản xuất lốp xe F1 Pirelli đã phản bác việc Vettel đổ lỗi cho chất lượng lốp và ám chỉ Vettel đổ lỗi cho lốp để biện minh cho thất bại ở GP Mỹ. Vừa rồi là những sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Phân xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.